Lời Thánh Chúa, mục sư Billy Graham được biết đến như là một nhà truyền giảng tin lành hiệu quả bậc nhất. Thì qua chức vụ của ông thì hàng trăm triệu người đã được nghe về tin lành và được tiếp nhận Chúa Giêsu. Có một bài học rất lớn mà mục sư Billy Graham đã học được trong chức vụ của mình như thế này. Trong một chiến dịch truyền giảng lớn thì mục sư đã chuẩn bị một bài giảng rất là chu đáo để nói về tình yêu, nói về đời sống tốt lành ở trong Chúa Giêsu. Và khi kết thúc bài giảng như thường lệ thì ông kêu gọi mọi người đáp ứng bằng cách là tiến lên để tiếp nhận Chúa Giêsu. Tuy nhiên có một điều rất lạ xảy ra trong ngày hôm đó, đó là đám đông im lặng và không có một ai bước lên cả. Mục sư Billy Graham rất bối rối, không hiểu điều gì đang xảy ra. Thông thường thì trong những lần ông giảng như vậy và sứ điệp của ông đem đến sự đánh động rất lớn và nhiều người cảm động để bước lên, để công bố đức tin của mình nơi Chúa. Nhưng hôm nay thì khác, là một sự im lặng bao trùm, không khí thật nặng nề. Và khi bước xuống sân khấu, người bạn thân cũng là một nhà truyền giáo đã đến nói với mục sư Billy Graham rằng: Billy, anh đã không nói về thập tự giá. Đó mới là phần quan trọng nhất của sứ điệp. Và mục sư Billy Graham đã suy nghĩ một lúc và nhận ra điều của người bạn mình nói là rất đúng. Ông đã nói rất nhiều về những điều khác, về đời sống cơ đốc, về những dạy dỗ, nhưng ông đã quên một phần quan trọng, một cái thông điệp quan trọng nhất, đó chính là thập tự giá của Chúa Giêsu. Và đó là một bài học vô cùng quý giá mà ông không bao giờ quên trong suốt những chặng đường còn lại của chức vụ của mình. Và kể từ hôm đó, mỗi lần ông đứng lên giảng thì ông có một cam kết rằng ông sẽ giảng về thập tự giá của Đấng Christ. Và đó cũng là điều mà Phaolô đã công bố về nguyên tắc chức vụ hay là cam kết ở trong đời sống của mình mà chúng ta học trong phần kinh thánh này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 5. Có hai điều chúng ta sẽ cùng học dựa trên những gì mà Phaolô đã dạy dỗ ở đây. Điều thứ nhất đó là ông nói về sứ điệp của tin lành, và điều thứ hai đó là sứ giả tin lành. Trong đoạn 2 câu 1, Phaolô nói rằng: Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Khi đến với anh em, Phaolô nói về việc ông đến tại thành Côrintô để giảng tin lành, để thành lập hội thánh của Chúa. Ông không dùng những lời cao siêu hay là khôn ngoan của con người tri thức của thế gian này để công bố những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Thường trong thời đó, một diễn giả khi đến với một thành phố thì người này sẽ gặp những người ở trong thành phố đó để quảng bá về chính mình, rồi trình bày những bài thuyết giảng đầy những hiểu biết với tài hùng biện của mình để có thể thu hút nhiều người nghe theo. Và sau khi có một số lượng đủ những người nghe theo thì vị diễn giả đó sẽ ở lại thành phố rồi mở lớp học và xây dựng trường phái triết học cho mình. Nhưng mà Phaolô nói rằng ngược lại, ông không làm như vậy, ông không dùng những sự khôn ngoan hay là những điều cao siêu đó để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ trong công vụ đoạn 19 khi mà Phaolô 18 xin lỗi hội thánh, khi mà Phaolô đến tại thành Côrintô, ông giảng về Chúa, bắt đầu ông làm nghề đó là một nghề may trại cùng với gia đình của Aquila và Perisin. Một người đơn giản sống giữa vòng những người dân, và ông đến nhà hội để rao giảng, đối diện với muôn vàn những bắc bớ và khó khăn. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã hiện ra và bày tỏ sứ điệp cho Phaolô và nói rằng: đừng sợ, hãy nói chớ lầm thinh, vì ta có rất nhiều người trong thành này. Chúa đã chọn và Ngài muốn cứu, và phúc âm của Chúa cần phải được rao giảng để Phaolô không sợ hãi và run rẩy. Cho nên Phaolô nói rằng ông không dùng những lời cao siêu hay là khôn ngoan, ông không đến như là một triết gia, ông cũng không đến như là một nhà kinh doanh, ông đến là một nhân chứng của Chúa Giêsu. Ông đến để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về tin lành chính là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của tin lành là sự mầu nhiệm, điều khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho con người.
Đấy không phải là điều mà một ai đó giác ngộ ra, một ai đó lĩnh hội được, một ai đó đạt đến một cái tầm mức tri thức để có thể hiểu ra, nhận ra, ngộ ra. Như một số tôn giáo thường nói là họ phải làm sao đó để giác ngộ được những điều chân lý và những dạy dỗ. Nhưng mà đây là sự bày tỏ vì nó là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và Chúa đã chọn để bày tỏ cho chúng ta. Chúa đã chọn để bày tỏ cho Phaolô. Và Thánh còn nhớ câu chuyện Phaolô, ông là người bắt bớ hội thánh. Trên con đường đi Đa Mách, ông lấy thư của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm để đến thành Đa Mách và tìm cách để bắt hại hội thánh, bắt bớ những môn đồ của Chúa Giê-xu. Và ông đến đó, mục đích đó là để tấn công hội thánh, để bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng bởi ân điển của Chúa và sự mầu nhiệm của Tin Lành đã được bày tỏ cho Phaolô, để trên đường đi đến Đa Mách, Chúa đã hiện ra với ông. Ánh sáng của Chúa chói lòa, khiến cho ông té sụp xuống và đầy sợ hãi. Và Chúa nói với ông từ trên trời, Chúa phán rằng: hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Và lúc đó Phaolô, Saulơ trả lời với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa là ai? Và Chúa nói rằng: ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Sự bày tỏ bởi sự mầu nhiệm của Chúa, điều mà trước đây ông tưởng chừng như là một sự ngu dại, nay là sự khôn ngoan đã bày tỏ cho mình. Trước đây ông tìm cách để tấn công hội thánh, ông tìm cách để triệt hạ tất cả những mầm mống của Cơ Đốc giáo đang nổi lên để chống lại Do Thái giáo. Nhưng bây giờ là một sự bày tỏ bởi ân điển của Chúa. Và chính vì vậy Chúa dùng Phaolô để đi khắp nơi trên dân ngoại thời đó, để giảng về Tin Lành, để bày tỏ sự mầu nhiệm, để nói cho mọi người biết về phúc âm, về quyền năng của thập tự giá của Chúa Giê-xu. Nên rồi để trong Philip đoạn 3, Phaolô nói rằng ông đã xem tất cả những điều mà ông có trước đây như là lỗ, như là rác rưởi, bởi vì ông có Đấng Christ rồi. Và Chúa đã bắt lấy ông, hay là ngày đoạt lấy ông trong con đường mà ông đã đi theo, trong sự khôn ngoan mà ông đã đi theo, trong ý riêng của mình ở trong thế gian này. Và Chúa đưa ông ra khỏi con đường đó để đưa vào con đường chính đáng, con đường chân lý, con đường sự sống, chính là Chúa Giê-xu. Đó có phải là câu chuyện của mỗi chúng ta ngồi đây phải không, thưa hội thánh? Đó là sự mầu nhiệm đã được bày tỏ cho tôi và hội thánh của Ngài. Và chúng ta hãy nhớ về ngày chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ về cách mà Chúa đã cứu chúng ta. Chúa đã đem phúc âm và Tin Lành của Ngài đến để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên Phaolô nói rằng đây chính là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Mà ông không dùng những lời cao siêu hay là khôn ngoan để công bố những điều mầu nhiệm của Chúa. Mà ông nói như thế nào trong câu 2? Vì giữa anh em tôi đã quyết định rằng sẽ không biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Chúng ta nghe những lời này rất là quyết liệt, những lời công bố rất rõ ràng và đầy mạnh mẽ của Phaolô. Ông không biết điều gì khác. Không phải ở đây không phải là Phaolô nói rằng ông bỏ qua tất cả mọi kiến thức, ông không cần phải nói về những điều khác nữa. Nhưng ở đây ông đã nói về một điều quan trọng, đó là ông có sự tập chú và niềm đam mê về một điều duy nhất, quan trọng nhất. Đó chính là Đấng Christ, đó chính là thập tự giá, đó chính là phúc âm của Ngài. Không phải rao truyền Tin Lành bởi ý kiến cá nhân, không phải bày tỏ quan điểm hay là triết học hay là những kiến thức khác, nhưng bày tỏ về Chúa Giê-xu. Và trọng tâm của sự rao giảng đó chính là Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá. Thưa hội thánh của Chúa, điều này quan trọng biết dường nào để chúng ta ngày hôm nay được sống, được bước đi và trân quý phúc âm Tin Lành mà Chúa bày tỏ cho mỗi một chúng ta. Để chúng ta nói rằng tôi không biết điều gì khác, tôi không tập chú về bất cứ điều gì khác trong cuộc đời của tôi ngoại trừ Chúa Giê-xu. Ngài là trọng tâm của đời sống tôi, và sứ điệp và Tin Lành của Ngài chính là trọng tâm của đời sống của tôi. Không phải triết học, không phải sự khôn ngoan, không phải là một câu nói hay ho đó của một ai đó, rồi sách vở, rồi tác giả này, tác giả kia đề ra những quan điểm, những trào lưu, những cách sống này, sống kia trong xã hội. Chúng ta tập chú về, chúng ta quan tâm về, chúng ta đam mê về công tác của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, về việc Ngài đến và cứu chúng ta, và nói về Đấng Christ và công bố về Tin Lành của Ngài. Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Đó là tất cả những gì chúng ta có được, quan trọng nhất, quý giá nhất mà Hội Thánh của Chúa có thể nhận lấy để bước đi, để sống và để tiếp tục bước đi trong ân điển của Ngài.
Giống như cách mà Chúa Giêsu nói rằng một người đến với Chúa được vương quốc thiên đàng giống như một người mà tìm được một kho báu được chôn ở nơi một đồng ruộng. Và người đó về bán tất cả mọi điều mình có để mua cho được đồng ruộng đó. Có được điều quý nhất trong cuộc đời, phước hạnh nhất trong đời sống của chúng ta. Thập tự giá Chúa Giêsu, sứ điệp về thập tự giá của Ngài. Tin lành của Chúa Giêsu được bày tỏ qua thập tự giá, điều mà chúng ta nói đi nói lại mỗi Chủ nhật, nhắc đi nhắc lại mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Vì sao? Vì đó chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, trọng tâm của mọi điều trong đời sống của chúng ta. Nhìn lên thập tự giá. Thập tự giá là biểu tượng của sự trừng phạt, của sự xấu hổ, nay lại trở thành biểu tượng của hy vọng và sự cứu rỗi. Và Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài là sinh tế đã chuộc tội thay cho chúng ta, đáng rủa xả thay cho kẻ bị treo trên thập tự giá. Và Chúa đã mang sự rủa xả đó thay cho chúng ta, để ngày hôm nay chúng ta nhận lấy phước hạnh ở trong Ngài. Ông bạn chị em nhìn lên thập tự giá, chúng ta liên tưởng điều gì? Đó là Chúa Giêsu chịu chết thay cho chúng ta. Và bởi sự trừng phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời. Chúng ta được kinh nghiệm địa vị, được làm con của Ngài. Chúng ta được sống trong phước hạnh hôm nay, ngày mai, trọn đời và trong cõi đời đời của chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta trên thập tự giá, để trong Đấng đó chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Để Chúa nhìn xuống cuộc đời của mỗi chúng ta và Chúa nói rằng đấy là con trai, con gái của ta, những người công chính, những người đã mặc lấy chiếc áo công chính qua sự chết thay của Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn thấy thập tự giá như là Kinh Thánh nói rằng: hỡi tất cả các ngươi ở nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu. Sư Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, con người bị treo lên và ai nhìn thấy thì nhận được sự chữa lành và nhận được sự cứu rỗi ở nơi đầu cùng đất. Như tại Việt Nam, một nơi xa xôi như chúng ta ngày hôm nay, nhìn lấy thập tự giá, nhìn thấy thập tự giá, và thập tự giá này đã biến đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên thưa Hội Thánh, sứ điệp tin lành chính là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều quý giá mà Chúa bày tỏ, sứ điệp tin lành chính là Đấng Christ, và Đấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta đến với điều thứ hai là sứ giả tin lành. Trong câu số 3, Phaolô nói rằng: chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối với lắm sợ hãi và run rẩy. Bắt đầu về nói về chính mình là sứ giả để rao truyền tin lành của Chúa, thì Phaolô nói rằng: tôi ở giữa anh em yếu đuối lắm, với đầy những sợ hãi và run rẩy. Chúng ta không biết là Phaolô đang đối diện với điều gì ở đây. Có một số nhà giải kinh nói rằng ông đang đối diện với một căn bệnh nào đó rất là nguy hại, nguy hiểm trong thời đó. Có thể ông đối diện với muôn vàn những bắt bớ và chống đối như trong công vụ đoạn 18 như chúng ta biết khi ông đến tại thành Corinto. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng Phaolô nói rằng: tôi đến với anh em ở trong sự yếu đuối với lắm sự sợ hãi và run rẩy. Ồ, đây không phải là một sứ giả đầy hùng hồn với sức mạnh, với sự thu hút, với sự nổi tiếng của mình. Là một người đầy tớ nhỏ bé, một người đầy tớ của Chúa đối diện với những sợ hãi và run rẩy. Chúng ta biết xuất thân của Phaolô, ông là một học giả uyên bác thời đó, một người rất học thức và có rất nhiều những cái vị trí trong xã hội. Nhưng mà ông nói rằng: tôi đến với anh em, tôi nhỏ bé, tôi đến với anh em trong sự yếu đuối và run rẩy và sợ hãi. Đây chính là sứ giả của tin lành. Và đây chính là cách mà Chúa dùng sứ giả của tin lành. Chúa không dùng những người mạnh, Chúa không dùng những người giỏi, Chúa không dùng những người khôn ngoan. Chúng ta thấy phần đầu trong đoạn 1, Phaolô nói rằng tin lành của Chúa không bày tỏ cho những kẻ mạnh mẽ, cho những người giàu có, cho những người trí thức. Chúa chọn để bày tỏ tin lành cho anh em ở tại thành Corinto lúc đó là những người yếu đuối, là những người thất học, là những người nghèo thiếu thôi, là những người nhìn có vẻ rất là nhỏ bé, đơn sơ, không có gì cả, không có địa vị trong xã hội. Chúa chọn để bày tỏ tin lành cho một đối tượng mà không theo tiêu chuẩn đời này, không có mấy người quyền thế, không có mấy người thuộc dòng quý tộc. Và đó là cách Chúa chọn để bày tỏ tin lành của Chúa. Và Chúa cũng chọn để dùng sứ giả của tin lành là những người yếu đuối, sợ hãi, với lắm những sự khó khăn và nhọc nhằn.
Đó có phải là chính chúng ta và ngày hôm nay những người được Chúa sử dụng, ngày hôm nay những người chăn bày mà Chúa sử dụng giữa vòng chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy rất nhiều những yếu đuối, kém thiếu và giới hạn trong đời sống của chúng ta. Nhưng đó lại là tiêu chuẩn mà cách Chúa dùng. Và đó là sự chân thật mà Phaolô bày tỏ rằng ông là sứ giả của Tin Lành không phải vì ông có một địa vị cao, ông học thức, ông có rất nhiều điều đạt tiêu chuẩn của Chúa nên Chúa dùng ông. Không, Chúa dùng ông là một người yếu đuối thôi, là một người với lắm sợ hãi và run rẩy. Mục sư John Stott đã nói rằng có vẻ như chỉ có một cách rao giảng tôn vinh Chúa để thể hiện khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Đó là sự rao giảng của một người sẵn sàng trở thành kẻ yếu đuối và kẻ ngu ngốc. Chúa muốn dùng những sự yếu đuối, những sự ngu dại mà theo con người nghĩ, theo thế gian nghĩ để bày tỏ một sứ điệp đầy vinh quang, đầy khôn ngoan của Ngài. Và chúng ta có bao giờ nhìn thấy sự yếu đuối của mình với lắm những sự sợ hãi và run rẩy trong chức vụ của mình như cách mà Phaolô nhìn thấy không? Chúa muốn dùng chúng ta. Chúa muốn dùng sự kém thiếu và giới hạn của chúng ta. Bởi vì cách mà Chúa dùng, cách mà Chúa nghĩ nó trái ngược lại, nó nghịch lý hoàn toàn với cách con người nghĩ. Loài người xem bề ngoài, Chúa nhìn thấy trong lòng. Và Chúa nói rằng năng lực của ta sẽ được trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Cho nên phần sau, Phaolô nói đi nói lại là ông chỉ tự hào về yếu đuối của mình thôi. Ông không tự hào về những cái điểm mạnh của mình hay là những tài năng của mình. Ông tự hào về những yếu đuối của mình để năng lực của Chúa bày tỏ qua sự yếu đuối của ông. Chúng ta có nhớ một Môi-se khi Chúa gọi ông không? Môi-se Chúa gọi ông và ông rất dạn dĩ và mạnh mẽ đáp ứng tiếng gọi của Chúa không? Không. Sau khi Chúa làm rất nhiều phép lạ, Chúa khiến cho cây gậy trở thành con rắn, rồi con rắn trở thành cây gậy trong tay của ông. Rồi Chúa bày tỏ sự chữa lành của Chúa, phép lạ của Chúa đến ông. Rồi thì Môi-se nói với Chúa như thế nào? Chúa ơi, con là một người không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng, cho nên Chúa sai người khác đi, chứ con không đủ tiêu chuẩn để có thể đến với Pharaoh, để có thể nói với Pharaoh những thông điệp mà Chúa đã giao cho con. Chúa nói rằng ta sẽ dùng con, ta sẽ ở với con. Và tiêu chuẩn để được sử dụng, để được hầu việc Chúa đó là Chúa ở cùng thưa hội thánh của Chúa. Chúa ở cùng và Chúa muốn dùng chúng ta. Chúa muốn dùng sự yếu kém của chúng ta để bày tỏ vinh quang của Ngài. Trong lịch sử hội thánh có một nhà truyền giáo có tên là David Brenner. Không biết ở đây chúng ta có ai từng đọc tác phẩm của ông hoặc là từng đi qua cuộc đời của ông. Người này sống 29 tuổi. Và ông sống những ngày đầy bệnh tật. Ông đối diện với căn bệnh lao là căn bệnh nan y thời đó. Và ông chết khi ông rất trẻ, 29 tuổi. Nhà truyền giáo đến với những cái khu vực dân thổ địa tại Mỹ lúc đó. Nhưng đây là một trong những nhà truyền giáo có ảnh hưởng lớn nhất đối với nhiều thế hệ hầu việc Chúa sau này. Cuốn sách của ông được mục sư Jonathan Edwards đã viết lên là cuốn hồi ký của David Brennan, là một trong những cuốn sách đem đến nhiều sự biến đổi và ảnh hưởng lớn nhất sau Kinh Thánh dành cho những người hầu việc Chúa sau này. Và trong tiếng Việt của chúng ta có cuốn này từ năm 1971-72 đã dịch ra cuốn này trong tiếng Việt của chúng ta. Và giữa những cái sự yếu đuối và kém thiếu, đối diện với bệnh tật mỗi ngày, đối diện với sự cô đơn trong chức vụ, một người đầy những cái sự kém thiếu như vậy, David Brenner, nhưng mà được Chúa dùng. Và cuộc đời đó trở thành một cuộc đời rất phi thường, để đem đến sự ảnh hưởng và dạy dỗ cho rất nhiều thế hệ, cho những người hầu việc Chúa sau này và cho chính tôi là người có thể tiếp cận được để học biết từ cuộc đời của một người ở gần với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời vĩ đại dùng những sự yếu đuối, kém thiếu, bệnh tật, sự cô đơn và sự đói khát để bày tỏ vinh quang của Ngài và rao truyền phúc âm của Ngài. Điều này rất nghịch lý trong suy nghĩ con người, nhưng đó là cách Chúa dùng thưa hội thánh. Đó là cách mà Phaolô đã khẳng định rằng ông đến với hội thánh của Chúa trong sự yếu đuối với lắm sợ hãi và run rẩy. Câu số 4, ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh. Ông không dùng những sự khéo léo của ngôn từ, dù ông là một nhà học thức thời bấy giờ. Ông là một người có một cái địa vị rất cao trong xã hội, nhưng mà ông không dùng những điều đó. Ông bày tỏ những điều rất đơn giản để thể hiện quyền năng của Thánh Linh.
thể hiện quyền năng của Thánh Linh. Đây chính là mục tiêu ở trong chức vụ, trong sự giảng dạy của Phaolô, và điều mà chúng ta rất cần, thưa hội thánh của Chúa, điều mà hội thánh có thể cầu nguyện cho những người trang bày trong hội thánh của chúng ta, những người hầu việc Chúa trong hội thánh của chúng ta, đó là không phải là thể hiện sự khéo léo, tài ăn nói, hùng biện, những cái trí thức của mình, nhưng là thể hiện quyền năng của Đức Thánh Linh. Làm sao để quyền năng Thánh Linh được thể hiện? Đó là người đó chịu hạ mình xuống trước mặt Chúa, được Thánh Linh của Chúa dạy dỗ, để ống dẫn phước hạnh sẽ tuôn đổ đến cho người nghe, không phải dựa vào trí thức, sự khôn ngoan của người đó, nhưng bởi quyền năng đến từ Đức Chúa Trời là Đấng đã sai phải. Phaolô đã nói được trong Roma đoạn 10:15 câu 19, ông nói rằng: bằng lời nói, bằng việc làm, bằng quyền năng của dấu lạ phép màu, bằng uy lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tôi đã công bố rộng rãi tin lành Đấng Christ khắp nơi. Không dựa vào khả năng của mình, không dựa vào những cái ngôn từ của mình, học thức của mình, nhưng mà bằng quyền năng của Thánh Linh, bằng uy lực mà Thánh Linh ban cho để có thể công bố lời đó. Và chúng ta khao khát biết chừng nào, thưa hội thánh của Chúa, đó là mỗi lần chúng ta đến với Chúa, chúng ta nhìn thấy Thánh Linh của Ngài thể hiện quyền năng trong hội thánh của Ngài, phải không? Chúng ta cần quyền năng của Chúa để Ngài dứt dấy mỗi tâm linh của chúng ta, để Ngài biến đổi trong lòng của chúng ta. Quyền năng của Thánh Linh Chúa hành động ra chúng ta để bày tỏ công tác của Chúa Giêsu, để bày tỏ thập tự giá, để bày tỏ phúc âm của Ngài đến với cuộc đời của chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta, đến với cộng đồng và biến đổi cộng đồng này. Một điều duy nhất có thể thay đổi cộng đồng này, đó là gì? Sứ điệp của thập tự giá, không có gì khác. Đất nước này, thành phố này và thế giới này cần phải được nghe về sứ điệp của thập tự giá, điều duy nhất có thể đem đến sự biến đổi. Nhưng làm sao để làm được? Chúng ta không làm bằng sự khôn ngoan con người, chúng ta không làm bằng trí thức con người, lập luận con người, chúng ta làm bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhưng khi Thánh Linh giáng đến các con sẽ là nhân chứng của ta. Chúng ta khao khát quyền năng của Thánh Linh biết dường nào. Tôi mong muốn hội thánh của Chúa mỗi người sẽ khao khát để quyền năng Thánh Linh sẽ thể hiện qua đời sống của chúng ta. Không chỉ một ít thôi, không chỉ là một cái mức độ nào đó thôi, mà đầy tràn trên hội thánh của Chúa. Khi Chúa bày tỏ công việc lớn và lạ của Ngài trong hội thánh của Ngài, khi lời chúng ta rao giảng được ban lấy bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa, được Ngài chỉ định trở thành một công cụ đem đến sự biến đổi cho những người nghe. Câu số 5: để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông không muốn họ được thuyết phục bằng cái lập luận trí thức của ông. Ông không muốn họ được thuyết phục chỉ bằng sự khôn ngoan của loài người, nhưng mà ông muốn đức tin của họ được dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông nhắc lại một lần nữa, quyền năng của Thánh Linh, quyền năng của Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua anh em. Và đó là lý do mà tôi không dùng những lời lẽ cao siêu khôn ngoan để thuyết phục anh em. Ông có thể dùng điều đó, ông không dùng. Ông chọn không dùng, bởi vì sao? Ông xem nó như là rác rưởi để có được Đấng Christ. Ông bày tỏ sứ điệp rất đơn giản, thập tự giá của Ngài. Sứ điệp bị xem là khinh chê, bị xem là điên rồ. Nhưng đó lại là quyền năng của Chúa. Và ông mong ước được nhìn xem quyền năng của Chúa bày tỏ. Đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan loài người. Đức tin của chúng ta không đặt để trên sự khôn ngoan của loài người, được thuyết phục bởi những trí hiểu con người, lập luận con người, triết lý con người, mà là quyền năng của Thánh Chúa khi lời tác động trên tấm lòng của chúng ta được Chúa biến đổi và để Chúa thức tỉnh chúng ta mỗi một ngày. Không tập Chúa vào cảm xúc, không tập Chúa vào giải trí thu hút để thu hút nhiều đối tượng. Có thể một bài giảng, rất nhiều người đáp ứng lại bài giảng đó, nhưng lại không có giá trị gì cho vương quốc của Chúa cả. Bởi vì nó không dựa trên quyền năng của Đức Thánh Linh. Mục sư Spurgeon đã nói rằng, chúng ta có thể giảng cho đến khi chúng ta kiệt sức và chết, nhưng không bao giờ cải đạo được một linh hồn, trừ khi Thánh Linh của Chúa ở cùng và ban quyền năng cho lời được rao giảng và khiến cho những linh hồn được biến cải. Không có một người nào được cải đạo bằng sự khôn ngoan của người, không có dù chỉ một ngày. Không có ai được cải đạo bởi một diễn giả tài ba nào đó. Không có ai được cải đạo bởi một nhà truyền giáo lỗi lạc, hay là một người chứng nhân am hiểu và trình bày một cách mạch lạc bài làm chứng của mình. Tất cả đều là công tác của Đức Thánh Linh, và thật dại dột nếu chúng ta loại trừ công tác của Ngài trong chức vụ của chúng ta. Thật dại dột để giảng lời Chúa mà không nương cậy nơi quyền năng của Thánh Linh. Thật dại dột để đi ra làm chứng mà lại không nương cậy nơi sự hành động của Thánh Linh Ngài. Chúng ta nương cậy nơi Chúa, dựa vào Ngài. Phần Kinh Thánh này không nói cho chúng ta biết rằng không cần phải chuẩn bị, không cần phải nghiên cứu gì cả. Phaolô không nói như vậy.
Phaolô nói một điều hết sức quan trọng, đó là gì? Đó là cần phải nương cậy nơi quyền năng của Chúa trong những sự chuẩn bị, trong những sự đầu tư cố gắng của mình để ở riêng với Chúa, để lắng nghe lời Ngài và để dạy dỗ lời đó ở trong quyền năng của Ngài. Để khi người nghe được bài giảng, được người nghe được sứ điệp đó, không phải trầm trồ, ô một diễn giả tuyệt vời, mà họ sẽ cảm thấy, nhận ra rằng một cứu Chúa tuyệt vời. Chúa Giêsu chính là trọng tâm sứ điệp. Tất cả hướng về Ngài, bày tỏ quyền năng của Ngài. Và để có thể bày tỏ được quyền năng của Chúa, chúng ta phải nương cậy nơi công việc của Đức Thánh Linh Ngài, rao giảng tin lành nhờ Thánh Linh quyền năng. Xin cầu nguyện cho những người trăng bày. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tri ân những người trăng bày trong hội thánh của Chúa. Những người trăng bày phải rao giảng tin lành nhờ Thánh Linh quyền năng. Xin cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta trong chức vụ rao giảng tin lành của hội thánh. Chúng ta không làm điều đó bằng sức của mình, bằng chiến lược, bằng kế hoạch, bằng sự khôn ngoan của mình. Nhưng mà chúng ta làm điều đó trong quyền năng của Thánh Linh. Và Thánh Linh của Chúa tuôn đổ xuống đến hội thánh của chúng ta như cách mà Ngài đã tuôn đổ đến hội thánh đầu tiên, để rao giảng về Chúa, để ấn chứng, để bày tỏ công tác lớn lao của Ngài, để mỗi ngày Chúa lấy thêm nhiều người được cứu vào trong hội thánh của Ngài. Chúng ta mong đợi điều đó phải không, thưa hội thánh? Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người hầu việc Chúa trong hội thánh. Tất cả chúng ta đều mong ước rao giảng tin lành nhờ Thánh Linh quyền năng.